Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Trinh. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Khi những cái đầu nóng trên sân và ăn ngay thẻ đỏ. Năm 2019, cựu cầu thủ của MU, Wayne Rooney đã dính thẻ đỏ sau cú vào bóng thô bạo với cầu thủ Diego Rossi của Los Angeles trong trận đấu tại MLS. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng với Rooney trước khi bước ra ngoài sân để tham khảo VAR. Sau đó, ông đã đổi ý và rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ của DC United. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Rooney kể từ khi anh chuyển sang thi đấu tại MLS. Cùng xem clip khi những cái đầu nóng trên sân và ăn ngay thẻ đỏ nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá Hàn Quốc để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Những trận đấu bóng đá thường có nhịp độ rất nhanh, do đó đối với các cầu thủ thi đấu trên sân không chỉ đòi hỏi cao về mặt kỹ thuật, thể lực mà còn ở yếu tố tâm lý. Bởi những áp lực đều có thể khiến cho họ dễ mất sự bình tĩnh của bản thân. Mặc dù hiểu được điều đó, nhưng trên thực tế đã có không ít những cái đầu nóng mất kiểm soát trên sân, dẫn tới những pha phạm lỗi thô bạo không đáng có và ăn ngay thẻ đỏ từ trọng tài. Và sau đây chính là những tình huống như thế, mời các bạn cùng theo dõi. Đây là trận đấu mà DC United phải đá với 10 người kể từ phút 52 sau khi Wayne Rooney dính thẻ đỏ. Cụ thể, cựu thủ quân của MU đã thực hiện cú vào bóng thô bạo từ phía sau với cầu thủ đối phương Diego Rossi. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng với Rooney trước khi bước ra ngoài sân để tham khảo VAR. Sau đó, ông đã đổi ý và rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ của DC United. Với Rooney, đây là chiếc thẻ đỏ thứ 7 trong sự nghiệp của anh tính ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Phút 110 trận đấu giữa Schalke 04 và Hertha Berlin ở cúp quốc gia Đức. Một tình huống hy hữu đã diễn ra. Hậu vệ Jordan Torunariga trong một tình huống đuổi theo bóng đã mất thăng bằng và lao ra khỏi đường biên gần vị trí mà huấn luyện viên David Wagner của Schalke đang đứng. Cựu chiến lược gia của Huddersfield tiến lại gần và giúp cầu thủ đối phương đứng dậy. Tuy nhiên, Torunariga lại phản ứng đầy bất ngờ khi vùng ra khỏi cánh tay của huấn luyện viên người Đức và tỏ thái độ không hài lòng. Hành vi không mấy fair play đó khiến hậu vệ của Hertha Berlin phải trả giá đắt với chiếc thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ. Tuy nhiên, bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ khi ngay sau đó, trọng tài tặng luôn cho huấn luyện viên David Wagner một chiếc thẻ đỏ tương đối khó hiểu. Những phút cuối trận đấu giữa Gremio và Internacional thuộc vòng bảng Copa Libertadores 2020 thực sự rất nóng và vượt khỏi tầm kiểm soát của tổ trọng tài. Xuất phát từ tình huống xô xát giữa hai cầu thủ Moises và Bebe ở phút 85 của trận đấu. Vì thiếu kiềm chế nên hai cầu thủ này lao vào ẩu đả với nhau trước sự chứng kiến của hơn 53.000 khán giả. Không dừng lại ở đó, cầu thủ hai đội và cả các cầu thủ dự bị cũng lao vào sân để ăn thua đủ với nhau. Trận cầu tưởng chừng hấp dẫn và kịch tính về chuyên môn bỗng dưng biến thành võ đài khi mà các cầu thủ giải quyết bằng nắm đấm. Trọng tài chính đã rút ra tổng cộng 8 thẻ đỏ và 6 thẻ vàng trong trận đấu này. Tình huống diễn ra tại cuộc đối đầu giữa Olimpia và Defensa tại giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ. Trong một pha tranh chấp không đáng nói, tiền đạo 36 tuổi Emmanuel Adebayo đã nhảy lên đạp thẳng vào cổ Enzo Coachi bên phía Defensa. Với cú đạp đầy thô bạo này, Adebayo đã phải rời sân với chiếc thẻ đỏ trực tiếp ngay trong ngày đầu tiên ra mắt ở Copa Libertadores.
Ở trận chung kết Copa America 2019 giữa Brazil và Peru, Gabriel Jesus va chạm với cầu thủ đội tuyển Peru ở phút 70 và đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Roberto Toba. Ngôi sao xứ Samba tỏ ra không đồng tình với quyết định của trọng tài người Chile và đã thể hiện thái độ vô cùng tức giận khi rời sân đấu. Ở lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League giữa PSG và Borussia Dortmund, sau pha phạm lỗi với Neymar, Emre Can đã mất bình tĩnh khi tiền đạo người Brazil gây hấn. Kế đó, cựu sao Liverpool không ngần ngại đẩy ngã số 10 của đội chủ nhà. Kết quả cuối cùng, anh phải nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài chính Anthony Taylor. Thời điểm đó, Dortmund đang tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số để có thể đưa cuộc đối đầu này vào hiệp phụ. Tuy nhiên, việc phải chơi thiếu người đã khiến đại diện nước Đức không còn bất cứ cơ hội nào trong thời gian ít ỏi còn lại và nhìn Paris Saint-Germain hiên ngang vào tứ kết. Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa Dinamo Bucharest và Steaua Bucharest tại giải vô địch quốc gia Romania. Phút 45, trong một pha tranh chấp ở giữa sân, cầu thủ Cristia cao chân phá bóng, vô tình sút thẳng vào mặt của tiền đạo Slavko Berovic bên phía đối thủ. Cú đá mạnh khiến Berovic đổ gục xuống sân như cây chuối bị đốn hạ và lâm vào trạng thái bất tỉnh. Sau khi các bác sĩ tiến hành sơ cứu và cố định vùng cổ, Berovic được đưa lên cáng để chuyển thẳng đến bệnh viện. Cristia, cầu thủ phạm lỗi với Berovic ban đầu chỉ bị thẻ vàng, nhưng sau khi xem xét lại tình hình chấn thương của Berovic, trọng tài quyết định đổi sang thẻ đỏ trực tiếp. Trong trận đấu tại vòng 11 Bundesliga giữa Freiburg và Frankfurt, tình huống được nhắc đến nhiều nhất lại là việc thủ quân David Abraham của Frankfurt đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi đốn ngã huấn luyện viên Christian Streich của Freiburg ở phút 90+6. Đây là tình huống mà David Abraham được cho là trả đũa vị chiến lược gia này vì ông cố tình không chịu chặn trái bóng văng ra ngoài đường biên. Hành động của Abraham làm ban huấn luyện và cầu thủ Freiburg gần đó nổi cơn thịnh nộ và xô xát đã xảy ra giữa hai đội. Đến làm khách trên sân của Atalanta, Man City gặp nhiều biến cố. Sau khi hiệp 1 kết thúc, Ederson phải rời sân nhường chỗ cho Claudio Bravo vì dính chấn thương. Và rồi thảm họa xảy ra vào phút 81 khi thủ môn người Chile ăn thẻ đỏ trực tiếp. Nguyên nhân là do thủ thành kỳ cựu này lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng trong chân của đối thủ. Và thế là hậu vệ Kylian Walker đã bất đắc dĩ, xỏ găng và may mắn vẫn giữ nguyên vẹn mảnh lưới nhà, giúp Man City rời sân Atalanta ra về với một kết quả hòa có phần thất vọng. Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, Ramos phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86. Đội trưởng của Los Blancos truy cản trái phép Gabriel Jesus nhằm ngăn tiền đạo người Brazil ghi bàn. Tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận đấu này đã khiến Sergio Ramos nâng tỷ số lần bị rút quyền thi đấu trong sự nghiệp lên con số 26. Rồi là những tình huống các cầu thủ mất kiểm soát trên sân cỏ và ăn ngay thẻ đỏ. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.